Jumbo dàn karaoke C300 là một trong những dàn karaoke có đầy đủ các thiết bị cho một dàn karaoke hoàn chỉnh, từ loa, microphone, âm ly mixer cho đến đầu chứa nhạc. Và những dàn máy này đã được chọn lọc kỹ càng và được test bởi các chuyên viên để đảm bảo về chất lượng âm thanh và sự tương xứng của từng thiết bị trong dàn máy, để người dùng không cần tốn nhiều thời gian nghiên cứu hoặc tránh tình trạng mua lầm với những thiết bị không cần thiết, hoặc là tốn quá nhiều tiền nhưng chưa chắc dàn máy đã hay hoặc là tương xứng với số tiền mà thời gian mình đã bỏ ra. Những điểm tiêu biểu của dàn karaoke C300 bao gồm loa SFK12 là loa đứng Floor Standing New Model 2018 của BKB, có công suất là 1400W với 12 inch woofer để hỗ trợ cho tiếng vang và tiếng ấm. Bên cạnh đó là gồm 4 feeder để hỗ trợ cho tiếng thanh hoặc là tiếng chép. Với những thiết kế này có thể đáp ứng được sở thích cho những ai muốn nghe nhiều bass, nhiều chép hoặc là cả hai, để có một balance tùy theo sở thích. Để support cho dàn C300 là đầu Mixing Amplifier MXA303 với công suất là 1600W, có thể chia ra làm 2 hoặc là 4 channel. Đặc điểm nổi bật là có đầy đủ các feature cần thiết và hệ thống echo rất nhẹ nhàng giúp cho người hát không bị mệt. Tiếp theo là đầu chứa nhạc HKS4TV lên đến 25.000 bài nhạc có sẵn, có thể chọn nhạc bằng smartphone hoặc là tablet. Người dùng có thể upgrade đầu chứa nhạc lên top of the line để có thêm nhiều những bài nhạc mới và cùng những tính năng khác. Tiếp theo trong dàn C300 sẽ có một cặp microphone không dây model MK600 của BKB, và cũng tương tự như đầu karaoke, người dùng vẫn có thể upgrade lên những microphone khác nếu nhu cầu cho phép. Và dàn karaoke C300 sẽ thích hợp cho những không gian như những apartment, phòng khách, phòng ngủ hoặc là nhà khoảng 2000 square feet. Và đây là những feature chính trong dàn karaoke model C300.